quan trọng nhất ở trong phần này chính là lead. Như ví dụ, đây là các bang mà tụi mình chuyển chạy nhưng mà MOU ở nhiều quốc đấy. Ví dụ như là cái quay tặng quà đấy cho thông tin này nha. Thì nó có rất là nhiều thứ mà test. Ví dụ như là cái chữ review đó cũng hay là mình giữ mình review cũng được, mắt cũng được. Ví dụ cái điểm nào thì tỷ lệ chuyển đổi sẽ là cao nhất. Cái lúc mà sản này mình để cái viền màu xanh lá cây hay là màu cam đậm, cái nào sẽ là ok nhất sẽ có độ nhỏ cao hơn. Từ cái hành động như vậy, tôi giả sử như bạn tạo cái biến thể và bạn sửa cái chữ review này thành ra cái màu xanh lá cây này thành màu cam đậm.